Xin chào các bạn đến với Epic One. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chi tiết rất đáng để lưu ý trên một chiếc ghế công tái học. Đấy chính là bệ tì tay. Mình thấy khi chọn mua những chiếc ghế công tái học thì mọi người có vẻ ít khi mình đắn đo nhất về cái bệ tì tay. Tuy nhiên theo cái kinh nghiệm sử dụng ghế của mình thì đây là một bộ phận đáng để lưu tâm. Tại vì sao? Vì nó tác động rất là nhiều trong quá trình bạn ngồi làm việc. Và thứ hai, nó sẽ giúp cho bạn chỉnh một cái tư thế làm việc gọi là công tái học nhất. Vậy, tư thế công tái học khi làm việc là như thế nào? Thì khi mà mình làm việc á, thì phần cánh tay này nó sẽ phải được thả lỏng tự nhiên. Và khuỷu tay nó không được quá khép vào người hay nó banh rộng quá. Và nó được đặt hoàn toàn một cách tự nhiên như thế này. Và cái phần bệ tì tay này nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình sử dụng chuột và bàn phím một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Thì đây được gọi là tư thế công tái học của cánh tay khi mà làm việc. Đối với cái tư thế này khi làm việc thì bạn sẽ không có gặp những hiện tượng như là đau phần cổ tay này hay là phần trên của bàn tay, và cũng không có hiện tượng như là mỏi vai. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những bệ tì tay cơ bản ở trên ghế văn phòng, ghế gaming hay là ghế công tái học. Thì đây được gọi là bệ tì tay cố định. Thì các bạn có thể thấy nó được gắn liền với phần thân ghế và nó sẽ không có điều chỉnh được. Đây các bạn có thấy đây, mình đang đặt tay sai tư thế và nó không có hỗ trợ mình để điều chỉnh một tư thế gọi là công tái học được. Cái bệ tì tay như này nó sẽ rất dễ gây đau mỏi cổ tay khi mình làm việc lâu dài. Và chắc chắn là khi các bạn tìm hiểu về ghế, các bạn cũng sẽ gặp những thuật ngữ như là bệ tì tay 1D, 2D, 3D, 4D hay thậm chí là 5 hay 6D. Vậy những D đấy có nghĩa là gì? D chính là viết tắt của dimension, và 1D nghĩa là như chiếc ghế này, nó chỉ có thể điều chỉnh được lên hoặc xuống thì nó là 1D. Đây, ngoài ra nó không có thể điều chỉnh theo hướng nào nữa. Còn đây là 2D, cũng nâng lên, hạ xuống được, và nó có thể trượt về trước, trượt về sau thì nó là 2D. Còn đối với những chiếc ghế 3D thì nó có thể quay được cái này nữa thì gọi là 3D. Còn 4D thì sao? Và trên tay mình chính là một chiếc ghế có bệ tì tay 4D. Thì các bạn có thể thấy mình có thể điều khiển được nâng lên, hạ xuống, phía trước, phía sau, xoay sang bên này, xoay bên kia, và có thể điều chỉnh được cái phần bệ tì tay này sang như thế này thì là 4D. Và nó có tác dụng như thế nào trong cái việc điều chỉnh tư thế công tái học của mình? Các bạn hãy xem. Đây, như thế này. Nếu mà các bạn thấy thấp quá, bạn có thể điều chỉnh lên, lên một tí. Và phần này có thể điều chỉnh ra trước ra sau. Và đặc biệt là khi mà các bạn thấy nó quá vào ra ngoài như thế này, có thể điều chỉnh cái phần này nó vào trong. Và cái phần này nó sẽ điều chỉnh để theo cái tư thế cánh tay của mình đến con chuột. Và như thế là nó sẽ thoải mái nhất cho mình trong quá trình làm việc. Thì đấy là đặc điểm của một cái bệ tì tay 4D. Nó có thể cơ động và linh động hơn những cái bệ tì tay như 1D, 2D, 3D. Và khi mà mình tìm hiểu trên những chiếc ghế trên thị trường thì thông thường đối với những chiếc ghế từ 10 triệu trở xuống thì thường nó sẽ ở mức là 4D cho đến 1D. Và có một số những chiếc ghế mà mình thấy nó khá là khó điều chỉnh, như là chiếc ghế Siho M57, chiều cao của cái bệ tì tay nó đã quá cao so với cơ thể của mình, nên là khi mình ngồi rất là khó, mình sẽ bị gò như thế này. Còn mình thấy cái bộ tì tay 4D ở trên chiếc ghế Eurochair Pro nó khá phù hợp với mình. Nó vẫn có thấp quá và nó có thể điều chỉnh được cao để phù hợp với mình. Ngoài ra thì cái việc mà nó lật sang trái hay sang phải như thế này thì nó cũng giúp mình điều chỉnh được cái phần độ rộng của cánh tay một cách rất là phù hợp và thoải mái. Và mình cũng khuyên các bạn nên chọn một cái bệ tì tay 4D khi mà mua một chiếc ghế công tái học cho mình. Thì đến đây đã là kết thúc với cái video của mình. Thì qua cái video này mình mong các bạn có thể có những kiến thức hơn về một chiếc ghế công tái học, và đặc biệt là có thể chọn cho mình một chiếc ghế công tái học có thể phù hợp với thể trạng của bạn, và đặc biệt là có thể giúp cho bạn làm việc lâu dài hơn và có một sức khỏe tốt hơn.